Thưa quý vị và các bạn, trong thời điểm bình thường mới như hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi tiếp theo cho người dân trên địa bàn, ngành y tế tỉnh An Giang kịp thời phát hiện những trường hợp nhiễm COVID-19 để kiểm soát dịch bệnh, hạn chế sự lây nhiễm trong cộng đồng. Phóng sự thực hiện tại huyện Thoại Sơn. Những ngày qua khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn tiếp đón bệnh nhân đến thăm khám điều trị bệnh mỗi ngày, ước tính 400 đến 500 lượt, thậm chí cao hơn vào những ngày cao điểm. Công tác khám sàng lọc hoặc xét nghiệm đều được giãn lược, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến thăm khám bệnh nơi đây. Riêng tại khoa hồi sức cấp cứu, bệnh nhân điều trị đều là bệnh nặng, có bệnh lý nền. Chính vì vậy, việc khám sàng lọc tầm soát vẫn được duy trì nhằm hạn chế tối đa khả năng xuất hiện và lây nhiễm bệnh. Từ công tác tầm soát này, bệnh viện đã phát hiện 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tháng 7 vừa qua. Qua cái quá trình tầm soát cái người bệnh đến khám và điều trị tại cơ sở y tế thì cũng phát hiện ra một cái trường hợp dương tính là người sống ở Vĩnh Thạnh của thành phố Cần Thơ. Thì qua cái trường hợp này thì mình cũng phát hiện thêm 7 trường hợp nữa dương tính là những cái người bệnh trong địa bàn huyện Thoại Sơn. Thì tổng cộng là 8 trường hợp. Thì có những cái trường hợp thì có triệu chứng cũng trung bình trở lên, vì bệnh nhân có bệnh nền thì bệnh nhân được tư vấn vận động và điều trị tại cái khu điều trị riêng biệt, cái khu khoa nhiễm của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. Còn những cái trường hợp không có triệu chứng, những cái trường hợp nhẹ thì mình cũng tư vấn để cho người bệnh trở về cách ly điều trị tại nhà. Dịch COVID-19 tuy được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn tồn tại và diễn biến phức tạp khi các biến chủng mới xuất hiện. Chính vì vậy, Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn vẫn duy trì khoa nhiễm là nơi tiếp nhận điều trị F0 tập trung, cũng như mô hình quản lý tại nhà cho những bệnh nhân có đủ điều kiện được cách ly tại nơi cư trú. Bên cạnh nguồn nhân lực được đảm bảo thì thuốc điều trị đặc hiệu Monopiravir luôn sẵn sàng để cấp phát. Do đó, nếu người dân có dấu hiệu nhiễm COVID-19, người dân nên chủ động khai báo y tế để được khám, theo dõi và điều trị đúng phác đồ. Nhân viên y tế sẽ can thiệp kịp thời theo diễn tiến bệnh mỗi ngày, hạn chế tiến triển nặng, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người nhiễm. Khi mà mình phát hiện ra trường hợp F0 thì cần thiết và nên báo với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Tại vì mặc dù F0 hiện nay triệu chứng nhẹ, không cần phải vào những cơ sở y tế lớn để điều trị, thì ở nhà cũng vẫn phải dùng thuốc. Thứ nhất là nếu mà mình được uống cái thuốc kháng virus Monopiravir thì cái khả năng lui bệnh của mình nó sẽ nhanh hơn. Rồi bên cạnh đó, nếu như mình có những cái triệu chứng khác như sốt, ho hay là rối loạn tiêu hóa vân vân, thì mình có cái triệu chứng gì thì cơ sở y tế người ta sẽ tư vấn cho mình sử dụng những cái loại thuốc để điều trị triệu chứng. Nguy hiểm hơn là nếu như F0 xuất hiện trên những cái trường hợp mà có bệnh nền, bệnh mãn tính hoặc là những người suy giảm miễn dịch thì khả năng diễn tiến nặng và tử vong nó sẽ cao hơn. Chính vì vậy mà khi phát hiện ra trường hợp F0 trong cộng đồng thì nên cần phải báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt là trạm y tế. Hôm em bị mắc mưa, em dầm mưa thì em có bị cảm sốt, ho. Thì khi mà sốt đi sốt lại rồi em cũng sợ bị sốt xuất huyết á. Xong rồi gia đình em mới đưa em vào nhập viện. Khi mà em sốt cao thì các y bác sĩ cũng khám cho em và test cho em thì biết được thì em bị COVID. Dạ. Thì em cũng bất ngờ, nhưng mà do sự hướng dẫn của các bác sĩ thì cho em điều trị COVID ở tại Bệnh viện Đa khoa của Hội Sơn. Dạ, em nhập viện thì cũng 5 ngày để uống thuốc và kiểu hướng dẫn cho em để em cách em chăm sóc bản thân để cho nó hết bệnh. Việc quản lý 8 ca F0 được thực hiện đúng quy chuẩn của ngành y tế. Các ca thể nhẹ, thể không triệu chứng đều được cho về nơi cư trú và quản lý, theo dõi tại nhà. Theo khuyến cáo từ ngành y tế, người dân cần áp dụng thông điệp V2K, đó là vaccine, khẩu trang và khử khuẩn, thay thế 5K như trước đây. Hiện nay thì chúng ta sẽ thực hiện là V2K. V có nghĩa là vaccine, còn 2K đó, cái ca thứ nhất là cái khẩu trang, còn cái ca thứ hai đó là khử khuẩn. Vaccine nó vẫn là cái giải pháp hữu hiệu nhất, góp phần làm giảm cái tỷ lệ mắc, giảm cái tỷ lệ bệnh diễn tiến nặng và giảm cái tỷ lệ tử vong trong cái cộng đồng. Em nghĩ là mọi người nên tiêm, tại vì thường thì nó kháng thể cho mình tầm của khoảng 6 tháng thôi. Người dân nên chủ động đến trạm y tế tại địa phương để được tư vấn và tiêm chủng nếu đủ điều kiện cần thiết. Bởi nếu không may mắc phải thì chính vaccine giúp người đã tiêm chủng chỉ ở triệu chứng nhẹ, không triệu chứng hoặc điều trị trở nên dễ dàng hơn. Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn và các trạm y tế đang sẵn sàng nguồn vaccine phục vụ các mũi tiêm tiếp theo cho người dân khi có nhu cầu. Vì vậy, người dân nên chủ động hoàn thành tiêm chủng khi tới lượt để bảo vệ cho bản thân, gia đình và tạo nên hệ miễn dịch cộng đồng vững chắc.